Theo ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cho thấy, những năm gần đây, số liệu các ca trẻ cần can thiệp chỉnh nha có xu hướng tăng. Nếu như năm 2009, khoa răng hàm mặt Bệnh viện Nhi đồng 1 mới có 60 ca trẻ phải can thiệp chỉnh nha, thì năm 2011, số lượng trẻ cần can thiệp gấp đôi năm 2010. Đến năm 2013, số lượng những ca phức tạp, nặng, nhiều hơn. Số liệu trên cho thấy nhu cầu chỉnh nha cho trẻ khá lớn, không chỉ vì mục đích thẩm mỹ mà còn vì chức năng ăn nhai, sức khỏe cũng như tâm lý lâu dài của trẻ. Mình cũng rất là lo lắng tại vì bé tới độ tuổi thay răng mà không những bị siết mà răng của bé mọc còn hơi lệch lạc nữa. Mình sợ là sau này lớn lên á, bé sẽ không có được một hàm răng đẹp như các bạn á, nên mình phải đến nha sĩ để kiểm tra. Thì cái sự phát triển xương hàm á, và cái sự thay răng của trẻ sẽ diễn ra rất là mạnh mẽ trong cái giai đoạn từ 6 cho đến 12 tuổi. Thì trong cái giai đoạn này á, nếu như mà bà mẹ nhìn thấy rằng là mỗi năm ví dụ trong cái răng trước con mình nó chìa ra phía trước càng ngày càng nhiều hơn, thì nhìn bé ví dụ như bé ngậm miệng nó không kín, hoặc là bé thường xuyên ngủ ở cái tư thế là há miệng. Hồi bé con mình răng rất là đều, nhưng mà khi mà mọc lên thì sao nhìn nó lộn xộn, nó không có trật tự gì hết. Thì nếu như mà những cái giai đoạn sớm mình không có can thiệp được thì có đến cái giai đoạn sau thì có những cái khả năng xảy ra. Thứ nhất là có thể mình sẽ phải nhổ bớt răng để mà có thể sắp xếp đều các cái răng, hoặc là giảm hô cho trẻ. Cái thứ hai là có một số trường hợp, chẳng hạn như trong trường hợp xương hàm dưới phát triển quá mức, không có kiểm soát được do cái khuynh hướng di truyền quá mạnh, thì trẻ lớn lên vẫn có thể vẫn phải chấp nhận là làm tiến hành phẫu thuật. Thưa quý vị, ngày nay các phương pháp niềng răng hiện đại có thể giúp cho mọi lứa tuổi chỉnh nha thành công. Chính ưu điểm này đã khiến cho nhiều phụ huynh băn khoăn, lo lắng có nên niềng răng cho trẻ từ sớm hay là đợi đến khi trẻ đến giai đoạn phát triển mới niềng răng, là câu hỏi được quan tâm và đặt ra rất nhiều. Vậy thì niềng răng trẻ em nên hay không và độ tuổi nào là phù hợp? Hãy cùng nghe bác sĩ Như trả lời nội dung này. Hiện giờ thì về cái can thiệp chỉnh xương thì mình sẽ có một số những cái loại khí cụ ha. Ví dụ như trẻ bị một cái tình trạng khớp cắn rất là sâu, cắn hàm trên phủ hết hàm dưới, trẻ cười ra mà không thấy hàm dưới đâu hết ha. Thì có một cái khí cụ nó rất là đơn giản nhưng mà nó lại khá là hiệu quả. Đây ha, nó là một cái khí cụ chúng tôi gọi tên nó là ES. Đối với những cái trường hợp mà các cái bé bị móm xương, có nghĩa là xương hàm trên nó kém phát triển hơn so với xương hàm dưới, thì chúng tôi sử dụng cái face mask như thế này để trẻ có thể đeo vào khi ngủ. Hiện giờ thì chúng tôi đã phát triển một cái phần mềm để mà có thể tiên đoán được cái sự phát triển xương hàm của trẻ nếu như mà mình không điều trị sớm. Và đây là một cái cơ sở dữ kiện chắc chắn để mà chúng tôi có thể hình dung được là cái sự phát triển của trẻ sau này như thế nào, để mà có thể tư vấn cho phụ huynh những cái phương pháp tốt nhất. Hiện nay với sự tiến bộ của kỹ thuật nha khoa, tùy vào tình trạng răng, lời khuyên của bác sĩ và điều kiện kinh tế của gia đình mà phụ huynh có thể lựa chọn cách chỉnh răng phù hợp cho trẻ. Có rất là nhiều trường hợp là do cái hàm nó bị hẹp theo chiều ngang như thế này, và chẳng hạn lúc nhỏ thì mình có thể làm một cái khí cụ rất là đơn giản ha, để mình nới rộng cái cung răng ra. Rồi cái khí cụ này nó được gắn cố định ở trong miệng của bé, thì khi mà đến gặp bác sĩ thì bác sĩ mới tháo ra, mới kích hoạt lực mỗi tháng một lần, thì nó sẽ giúp cho cái hàm mình nó phát triển theo chiều ngang. Thì sau đó khi mà cái hàm nó được nới rộng thì cái cung răng nó sẽ tròn như thế này, và trẻ sẽ có thể đủ chỗ để mọc răng. Thì những cái can thiệp này á, nó gọi là can thiệp đúng lúc bởi vì nó giúp cho những cái sai lệch nó không có bị tiến triển nặng thêm, và những cái dự đoán của mình á, khi mà mình làm chính xác á, thì nó sẽ giúp cho trẻ thay răng nó rất là tốt ha, nó sẽ đạt được một cái kết quả như ý. Nếu trong trường hợp mà trẻ bị những cái tình trạng nặng hơn á, thì cần phải can thiệp á, thì từ 3 đến 6 tuổi có thể là bác sĩ sẽ thuyết phục trẻ để dần dần hợp tác với các điều trị đó. Giai đoạn này á, là cái giai đoạn mà trẻ bắt đầu có ý thức nhiều hơn về cái việc là mình phải chăm sóc cái răng của mình và phải xây dựng cho trẻ cái ý thức đó trong cái giai đoạn này để trẻ bắt đầu có sự tự giác. Và lời khuyên của Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ á, là từ 6 đến 7 tuổi thì trẻ sẽ đi khám răng, nhưng mà không phải là chỉ khám với bác sĩ tổng quát mà là sẽ khám với bác sĩ chuyên sâu về chỉnh nha. Niềng răng trẻ em không những tác động đến răng mà còn tác động được đến cả xương hàm. Răng và xương hàm còn đang trong giai đoạn phát triển chưa cứng chắc nên sẽ dễ đáp ứng với những thay đổi lúc này. Vậy nên niềng răng trẻ em là điều cần thiết để đạt được kết quả tốt và nhanh nhất.
Các bậc phụ huynh không nên xem nhẹ những chuyển biến sai lệch răng của trẻ, cần đưa trẻ đi khám răng định kỳ để đảm bảo được sự phát triển ổn định răng cho trẻ, bảo vệ thẩm mỹ, sức khỏe toàn diện cho trẻ đến khi trưởng thành. Đối với lại những cái ca mà mình cần can thiệp trong cái giai đoạn từ 6 đến 11 tuổi á, mình gọi là một cái can thiệp về xương hoặc là can thiệp để cho mọc răng á, thì mình chỉ làm trong khoảng từ 12 cho tới 24 tháng thôi. Ví dụ như trẻ đến lúc 6 tuổi mà mình nhìn thấy những cái vấn đề lệch lạc thì có thể mình sẽ can thiệp từ 6 tuổi đến 8 tuổi để giải quyết những cái bất thường đó. Sau đó thì trẻ sẽ được thay răng bình thường. Mình chỉ theo dõi thay răng 3 tháng, 6 tháng đến phòng khám một lần để theo dõi cái sự thay răng của trẻ. Rồi đến 11 hoặc là 12 tuổi khi mà trẻ đã hoàn tất thay răng hết rồi thì lúc đó mình mới bước qua cái giai đoạn chỉnh hình cố định để mà mình có thể sắp xếp đều hết các răng và chỉnh chi tiết những cái về khớp cắn. Do đó thì ngày nay thì cái việc niềng răng á, được khuyến cáo là mình nên cho trẻ đến khám sớm. Nếu cần can thiệp sớm thì mình sẽ làm sớm. Còn nếu mà có thể đợi thì trễ nhất cũng là 11, 12 tuổi. Thì những cái trường hợp nhẹ mình cũng sẽ làm. Để mà trẻ đến khoảng 14, 15 tuổi là trẻ đã có một cái hàm răng đẹp, có thể tự tin. Ví dụ lúc đó có thể là sẽ có kế hoạch đi du học ở nước ngoài. Thì bố mẹ cũng sẽ yên tâm là đã lo cho bé xong cái phần về răng. Và khi ra nước ngoài thì sẽ không có còn những cái điều trị phức tạp nữa. Khi thực hiện niềng răng chỉnh nha, việc chăm sóc răng miệng sẽ trở nên khó khăn hơn. Bạn nên tìm hiểu cách hướng dẫn vệ sinh răng miệng và các lưu ý sau để chăm sóc răng miệng tốt nhất. Hướng dẫn vệ sinh răng miệng. Khi thực hiện niềng răng, khách hàng cần cẩn thận hơn trong việc chăm sóc và vệ sinh răng miệng. Chế độ ăn uống. Trong quá trình niềng răng, bạn cần chú ý đến thực đơn ăn uống để tạo hiệu quả chỉnh nha cho trẻ cao nhất và chăm sóc hàm răng luôn chắc khỏe. Loại bỏ thói quen xấu. Những thói quen xấu ảnh hưởng đến quá trình chỉnh nha, phụ huynh nên biết để phòng tránh cho trẻ. Không bút tay hay đẩy lưỡi, không dùng tay để cậy gỡ các khí cụ niềng răng, không cắn móng tay hay cắn các vật cứng, không nhai kẹo cao su hay các thức ăn như mạch nha, kẹo kéo vì dễ bị dính vào mắc cài. Elite chào bạn, để được tư vấn bạn hãy liên hệ với Elite qua số hotline hoặc bình luận ngay bên dưới. Đừng quên bấm đăng ký kênh để xem thêm nội dung nha khoa hữu ích mỗi tuần.